quý vị, sau 2 ngày triển khai tìm kiếm, toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền xảy ra vào ngày 15 tháng 8 trên sông Chảy đã được tìm thấy. Được biết, cả 5 người có quan hệ họ hàng là bà cháu cùng chú tại xã Bản Mế, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Ngay đó, 5 bà cháu thiệt mạng do lật thuyền lúc sang sông thăm thân trở về để an táng. Người dân thôn Cốc Dế chết lặng, không khí tang thương bao trùm cả bản nghèo. Xã Bản Mế của huyện Simacai, Lào Cai, vốn bình yên, không chỉ bởi là nơi xa nhất, còn khó khăn và ít người đặt chân đến. Rồi chuyện kinh hoàng đã xảy ra, chấn động xóm núi khi năm bà cháu sang sông thì bị lật thuyền. Trong đó, hai người lớn, ba đứa trẻ đã bị sông chảy cuốn đi. Xác suất cho sự may mắn là rất thấp khi việc tìm kiếm kéo sang ngày thứ hai, bởi ngoài hai người lớn thì những đứa trẻ quá nhỏ bé, không thể tự cứu mình. Khi sợ hãi chúng sẽ tìm đến mẹ che chở, nhưng lần này thì không. Ly Seo Dinh, 22 tuổi, ở thôn Cốc Chế, xã Bản Mế kể lại. Em đang đi công an nghỉ vụ ở tỉnh, vợ em đi làm dưới tận Hải Phòng. Ở nhà chỉ có bà cháu trong nhau, hôm đó con lớn ngủ trong nhà. Còn bà điều đứa bé để đưa bà bác cùng hai đứa cháu sang bên nhà thông cha chơi ở Na Lóc. Trước khi xảy ra vụ lật thuyền, mẹ em cũng chưa bao giờ chở khách qua sông. Cái thuyền đó bình thường chỉ có em đi, không hiểu sao hôm đó bà lại xuống lái thuyền. Vợ của Dinh thì ngồi một góc thất thần, ôm khư khư đứa con lớn như để nó không phụ khỏi tay, không để xảy ra một sự mất mát nào nữa. Vợ Dinh khóc nấc, "Em mới đi làm xa được mấy tháng thôi, hôm 15 tháng 8 em đang đi làm thì người nhà gọi điện báo tin con mất. 8 giờ tối em về đến nơi, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang cháu đi chôn luôn. Sau khi tìm thấy cháu bé một tuổi, gia đình Lê Xeo làm ma chay cho cháu ngay ngoài sân, vì theo phong tục của người Mông không được cho vào nhà vì kiên kỵ. Lê Xeo nói thêm, không được giữ lại gì của con, chôn con xong cũng không được lên thăm mộ nữa, đấy là phong tục người Mông. Tang ma đều do bố em lo liệu, còn hai vợ chồng em cũng khó khăn chưa lo được gì. Cũng theo dình, sau khi tìm được mẹ chôn cất xong thì làm ma khô cho cả bà lẫn cháu. Theo phong tục của người Mông, sau khi chôn cất 12 ngày sẽ làm ma khô để linh hồn người đã khuất được siêu thoát về với tổ tiên và phù hộ cho gia đình. Theo ông Hoàng Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Simacai, những ngày qua có đến hơn 200 người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông chảy nhiều phương tiện như thuyền máy, thiết bị lặn, thiết bị dò tìm, dây móc và lưới chài đã được huy động cho công tác tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm cũng đã được mở rộng hơn do phán đoán dòng nước chảy xiết, có thể đã cuốn các nạn nhân đi xa hơn vị trí gặp nạn ban đầu. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 8, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy ba nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lực thuyền trên sông chảy. Ông hãng Seo Phử, người dân trong thôn Cốc Dế cho biết, không có phép màu nào xảy ra hôm nay rất đông người dân đã ra bờ sông đón năm bà cháu về làm ma chay theo phong tục của địa phương cả năm người đều có quan hệ họ hàng huyết thống gồm hai bà và ba cháu ghi nhận tại khu vực sông chảy đoạn qua xã bản mế nơi xảy ra vụ lật thuyền không có biển cảnh báo đường thủy việc di chuyển trên sông của người dân ở thôn cốc dế hoàn toàn tự phát và diễn ra từ lâu nay có mặt tại hiện trường, ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chia sẻ: Vì điều kiện sông suối lòng hồ chưa đủ để công bố tuyến luồng đường thủy, do vậy mong bà con khi sử dụng các phương tiện để làm ăn, đi lại hết sức lưu ý, tránh thời điểm mưa lũ còn nước to. Đặc biệt khi lưu thông trên sông suối, người dân nên có phương tiện cứu sinh đi cùng để hạn chế rủi ro tai nạn không may xảy ra.